Rồi Tùng xin chào mọi người nha. Thì trong clip này Tùng sẽ giới thiệu cho mọi người là bốn con máy band nha mọi người nha, của hãng band luôn. Thì ở trong này Tùng sẽ có một con band Fetcher 2, còn band Battle 2 6000, còn band Slammer 4 giá 6,5 bản HS nha mọi người nha. Thì con này là full box. Và một con máy rất đặc biệt hôm nay đó là Tùng xách tay về một con band Class 2 nha mọi người nha. Thì band Class 2 này thì trước giờ thì chưa có làm con này bao giờ mọi người, tại vì con này thì mọi người đặt hàng thì mới có thôi mọi người. Đây thì con Ben Glass 2 này á thì nó chỉ có hai size thôi mọi người, ba size chứ, size 5000, size 4000 và size 2000. Đấy thì size 4000 sẽ là màu đỏ nha mọi người, và size 5000 sẽ là màu đen. Thì ở đây là size này là size 5000 đó. Xin tiện Tùng sẽ review con này luôn đó. Nói chung là con này thì nó là phiên bản đời mới của so với con Ben Class đời 1 nha mọi người nha. Thì con Ben Class thì khi mọi người nghe nó thì mặc định nó là một con Ben nhẹ mọi người, tại vì từ vật liệu và thiết kế của nó đó, nó đều tối giản hết mức có thể để cho trọng lượng của con Ben nó nhẹ đó. Thì size con này là 5000 nhưng mà trọng lượng của con này chỉ có 450 mấy gram thôi mọi người, tâm tức sắp xỉ 455 gram. Còn đối với một con ben bình thường size 5000 thì trọng lượng nó tầm khoảng 550 gram nha mọi người nha. Đó thì đối với con ben này nó sẽ nhẹ hơn khoảng 100 gram đó. Nhưng mà bên trong của con máy ben này nó có rất là nhiều công nghệ đó, và vật liệu của nó cũng rất là cao cấp luôn nha mọi người nha. Thì con Ben này ở bản ở châu Á thì giá của nó sẽ là 4 triệu rưỡi đến 4 triệu 8 nha, 4 triệu rưỡi đến 4 triệu 8. Còn nếu bên nước ngoài thì con Ben này dao động khoảng là 5 triệu rưỡi nha mọi người nha, 5 triệu rưỡi, 5 triệu rưỡi nha. Đấy. Thì đây là một con Ben Class còn rất là đẹp luôn. Đây. Đó, tùng về một con này. Ben Class. Nó có cước sẵn luôn nha mọi người nha. Đây, có cước sẵn luôn nè. Đó. Khi mọi người nhìn vào á, thì nó giống như nó cách tiện CNC rất là nhiều luôn mọi người nha. Nhìn rất là hầm hố luôn. Giống như là bộ phim một hình người máy nha mọi người thấy không? Đó, giống như phim một hình người máy. Và nó sẽ đẹp hơn cái con Ben Class đời 1 nha mọi người nha. Ben Class đời 1 là nó sẽ có 6000. Nhưng mà con Ben Class đời 2 này á, thì nó chỉ có 2000, 4000 và 5000. Nó không có 6000 nha. Đó. Và đối với con màu này là màu đen và màu xám à, xám bạc này mọi người. Không. Lúc xem này. Đó. Cái tiếng mô bin của cái dòng này có vẻ nó sẽ to hơn cái dòng đời 1 nha mọi người. Nè, không to hơn dòng đời 1. Và thông số con này tôi sẽ đọc cho mọi người nha. Con này là chạy lên nền tảng là 9 mặt đạn nha mọi người nha. 9 mặt đạn. Thì trong đó 8 mặt đạn chính và một con lăn, và một con lăn là chính đấy. Và thứ hai là mọi người nhìn này, cái vòng mà gạt dây của nó sẽ đúc liền nha mọi người nha. Nó đúc liền giống như những con Ben Slammer 3, Ben Slammer 4, nó sẽ đúc liền với nhau đấy. Trọng lượng chính thức của nó là 454 gram nha mọi người nha. Đấy, lực kéo nó từ 10 kg trở lên nha, lực kéo từ 10 kg đó. Thông số dây nó là 0.46, vào được 125 m. Trên này nó không có thông số dây nó luôn rồi, 0.38 này vào được 220 nè, còn 0.46 vào 125 m nha mọi người nha. Đấy. Dòng thu dây nó từ phòng dây của con này là tầm 96, 96 đấy đó. Đối con 5000 là dòng quay nó mặc định là 5.6 nha mọi người nha. Đó, trọng lượng 450 mấy. Anh em nào muốn lua nhá, muốn câu lua gần hoặc là lua nhá thật thì lấy con này về vô gia BE nha mọi người nha, và vô gia Leader đó. Con này có rất là nhiều công nghệ mọi người nha. Đây công nghệ bên trong bánh răng nó nè mọi người, đây đó, đây là công nghệ bên trong bánh răng nó nha. Bên trong của nó thì Tùng sẽ mở cho mọi người coi. Cái con này nó sử dụng nó thép đen, nó thép đen thì giống như cái dòng Ben Slammer 3 và dòng Ben Slammer 4 nha mọi người. Đó thì cái đặc tính của cái thép Ben này á, thì nó rất là cứng quá và rất là chắc so với những con khác nha. Đấy, và nó có cái con này là khóa hãm HT100, là khóa hãm độc quyền của Ben nha mọi người nha. Là trong nó là lá thắng carbon,
Đó, đối với những con bèn ở dòng như thế này mọi người, thì nó chỉ là cái trục chính của nó chỉ là cái thép thôi mọi người, nó không phải thép đen như thế này. Mọi người nhìn này, đối với con này nó sẽ có thép đen đó, ở trên nó sẽ có một vòng bi, và cái thép đen này á, nó rất là cứng. Với lại là đây là cái cối nó mọi người thấy không, mọi người thấy cái lỗ ở giữa nó chỉ đỡ vừa vừa cái thép đen này lên trên thôi đấy. Đây bên trong nó mọi người thấy không, tuy là nó không có phải là ABS nhưng mà nó là sử dụng carbon đỡ kháng mặn đó, nó giống như con bên Slam 13, bên Slam 14 giống mọi người thấy không đó, ron này dầu mỡ nó này mọi người đây. Đó, nó chỉ chừa đúng một cái lỗ này để cho cái này lên thôi đấy, và bên nó sẽ có một cái bạc đạn đó và ron chống nước mặn này mọi người đó. Tạo âm thanh của nó là bằng kim loại luôn nha, bên trong nó sẽ là cái ron kháng mặn này mọi người, và thấy cái ron cao su màu màu đỏ đỏ giống như thế này không đây. Nó tụng đi xa ra xíu nha, nó kháng mặn đấy. Bên này thì nó sử dụng ron này mọi người, đây ron này mọi người không đấy. Nói chung là cái con này thì nó có rất là nhiều công nghệ cho mọi người, rất hay, và đặc biệt con này nó là nhẹ nhẹ đấy. Anh em nào mua về mà lôi nhái thật á, lưu gần đó, thì đi bài luôn mọi người thông, cái trục của nó này mọi người đó, sát luôn này mọi người thông đó, sát luôn nha. Cước thì nó sẽ có sẵn như thế này á, Tùng không có lấy ra mọi người, Tùng sẽ đỡ cho mọi người luôn. Cước này còn mới đó mọi người, Tùng quay cho mọi người coi nha. Đối dòng bên cạnh lót thì mọi người để ý coi, nó quay rất là nhẹ nhàng luôn đó. Tôi quay thì được cái tiền CNC này mọi người, màu đen trắng này giống như cái màu của máy luôn nha đó. Và cái tay quay nó tôi quay tròn đó, anh em muốn độ lên cũng được này, tôi quay chưa đụng chạm luôn rồi nha, rồi mới đó, quay rất là êm mượt luôn đấy. Ok rồi, máy này giá sẽ là 4 triệu vào tay mọi người nha, mọi người 4 triệu thôi mọi người sẽ sở hữu được một con máy Benclass cao cấp đấy, Benclass cao cấp. Rồi tiếp theo Tùng sẽ có một con Ben Slammer 4 size 6,5 HS mọi người, HS là dòng tua nhanh nha mọi người nha. HS là mặc định nó là dòng tua nhanh, là con máy nó còn rất là đẹp luôn, đúng nói nè mọi người. Thì cái máy này á thì anh khách anh sợ chạy mọi người đó, mọi người biết cái keo AB không, keo AB là khi mọi người sử dụng cái máy sấy mọi người hơi nóng á, thì nó sẽ chảy lớp keo ra đấy, thì anh không có muốn chóc cái chữ này mọi người đó, anh sẽ thoa keo AB lên như này đây, ở viền này nữa mọi người, ở viền này mọi người thấy không, cái keo AB là keo bóng này đấy. Cái keo mọi người hơi hơi cái sức nóng lên thì nó sẽ chảy ra nhạt đó. Nói chung là anh dán cũng khá đẹp luôn. Ở trên này nữa mọi người nha, đây đó có sao thì Tùng làm y như vậy cho mọi người nha. Còn con máy thì ok hết đây. Tùng sẽ test cái con lăn nè, test con lăn nè, con lăn hoạt động bình thường nha. Con máy này gần như mới đó, đây là bản HS nha mọi người nha. Con này thì được trang bị cái công nghệ chống nước IP6, IP6 đây, bản 6,5 HS nha mọi người nha. Thì trong máy thì còn đẹp à, người thông ảnh thì ảnh bọc hai cái đầu như này để cho khỏi bị chạy nè mọi người. Máy thì hoạt động êm mượt, máy thì hoạt động êm mượt. Cước thì ảnh vô cước sẵn rồi nha, 0,6 nè mọi người. Còn đây là thông tin của cái con máy nè mọi người, thì con này nó quay là dòng quay là 6,2, tụng đọc cho mọi người thôi nha. À, trọng lượng nó là 687 gram nha mọi người nha, 687. Còn quay này cái thông số cái này nó chuẩn hơn này, à, không 0,38 vào được 205 mét nha mọi người nha, nó giống như trên này nè, trên này là 0,36 vào được 0,36 vào được 340 mét. Wow, tính là cái cối con này rất là sâu luôn nha mọi người nha, 0,36 vào được 340 mét nha mọi người. Đây,
Nó sử dụng công nghệ IP6 này, IP6 nói chung các công nghệ khá nổi tiếng của thằng Ben. Con này nó sử dụng công nó chạy lên nền tảng là chính mặt đạn luôn. Nói chung là con này thì nó ngang ngửa cái mặt đạn với con Ben Class này luôn nè mọi người, chính mặt đạn, trong đó 8 mặt đạn chính và một con lăn đó, chính mặt đạn. Còn cái con Ben mà một bạc á thì nó sẽ là 10 mặt đạn như mọi người nha. Thì con này là chính rồi đấy, con này là full box, full box đầy đủ nha. Này con máy cũng khá đẹp luôn đó, rất đẹp bên ngoài, khá đẹp bên ngoài đó, nít này chưa chạy luôn nè. Con này tầm 97% người nha. À, xin lỗi mọi người nha. Đấy, giá con này là 4 triệu nha mọi người nha, 4 triệu. Đây, núm núm này, núm phụ nó mọi người. Núm phụ luôn nha. Giá 4 triệu. Tung cơ lên cho khỏi bị chạy nha. Rồi. Ở đây Tùng sẽ có một con Fetcher 2. Đây, đây con Fetcher 2 được trước Tùng bán này. Này. Con này là núm độ luôn, con này là full hộp. Con này Tùng sale nó còn 1,1 triệu cho mọi người nha. Đó, Tùng đỡ 1,1 triệu cho mọi người. Nó hoạt động thì bình thường. 1,1 triệu. 1,1 triệu cho con này nha. Rồi. Ở đây Tùng sẽ có một con là Battle 2 size 6 nha. Đó, con máy này còn rất là đẹp luôn. Anh khách anh mua giờ câu lua mọi người. Anh mua câu lua này. Còn rất đẹp luôn nha. Đây là dòng Battle 2 nha mọi người nha. Size 6 nha. Trong máy cũng đẹp luôn này. Đó, anh mua về anh câu lua. Đây. Thì ảnh câu lua á, thì ảnh thiết kế bên trong này mọi người. Ảnh có gắn một cái miếng, nói chung con máy này đẹp hết nha. Nó chỉ bị trầy nhẹ cái lớp chữ này một xíu thôi nè. Đó. Chung con máy đẹp hết, càng rotor đẹp hết. Đây. Cốt trợ lực nè, bi nè. Thì ở đây anh sẽ dán một cái miếng miếng chì ở đây nha mọi người nha, miếng chì nè. Đó. Thì mọi người quay nó sẽ có một cái lực ly tâm. Tại vì khi mà mọi người gắn một bên á thì nó sẽ có lực ly tâm nha. Đó. Tôi nghĩ là cái này là khi anh lua thì nó sẽ lắc lắc như thế này này, nó sẽ tự lắc không rồi. Đây, lực ly tâm nó sẽ lắc. Đó. Thì con mồi nó sẽ chuyển động. Đấy. Thì cái này về thì mọi người đỡ câu cũng được, đỡ câu bình thường nha. Thật mọi người có mấy sấy người hơ cái lớp keo này lên đó, thì mọi người tháo nó ra đó, cho con máy thì nguyên zin hết nha mọi người nha. Tôi kiểm tra rồi, máy thì nguyên zin hết đó, máy nguyên zin hết. Máy này thì cái hộp của nó là hộp 5.000 nha mọi người nha, nhưng mà bên trong nó là hộp sách bông đèn đầy đủ hết luôn nha. Đó, nó chỉ nhầm sai là cái hộp 5.000 thôi, nhưng mà con máy là xài 6.000 đó. Giá của máy này là con máy này cũng rất là đẹp luôn nha mọi người nha. Giá của máy này là 1,250 triệu, 1,250 triệu nha. Đó, cho mọi người nè, giá 1,250 triệu, một con máy cũng rất là đẹp đó. Con máy thì anh chỉ dán một cái miếng chì lên trên đó thôi đó, miếng chì lên trên đó, 1,250 triệu. Rồi, ok. Nếu anh em nào thích cái máy nào thì có liên hệ Tùng nha mọi người nha. Đó. Máy cao cấp thì mọi người sử dụng Ben Class hoặc là Ben Slammer. Còn những con máy nào mà tầm thấp thì mọi người sử dụng con Ben Battle hoặc con Ben Fetcher 2. Rồi, Tùng cảm ơn mọi người nhiều nha. Rồi, bye bye.